Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một con mãnh thú trong phân khúc 800cc F850GS. Đây là đàn em của R1250GS. Chiều cao yên 860. Có thể nhiều người e dè, nhưng tôi chỉ hơn 1m7, chính xác là 1m72. Đây các bạn có thể nhìn thấy tôi kiểm soát nó như thế nào, vẫn rất dễ dàng. Đây, cách để chân thông thường là như thế này, mông sẽ lệch sang một bên, đảm bảo được an toàn và kiểm soát. Còn nếu mà khi mà dừng đèn đỏ lâu thì tốt nhất là chúng ta hãy lệch hẳn chân như này. Đấy, gặp đi có chúng ta lệch hẳn chân như này. Được mệnh danh là em trai của ông hoàng Việt Dã, R1250GS, F850GS mang lại cho chúng ta một chiếc xe đi cực kỳ là thế. Đây, F850GS, các bạn thấy sao ạ? Động cơ 2 xi lanh, dung tích 853cc, hộp số 6 cấp, công suất tối đa 95 mã lực. Khi vòng tua máy đạt 8.250 vòng trên phút, moment xoắn đạt cực đại 92 Nm. Khi vòng tua đạt 6.250 vòng trên phút, khác hoàn toàn với cả F850, F800 đời cũ, khác hoàn toàn với F800 đời cũ. Hệ thống truyền động bằng dây xích đã được chuyển sang bên tay trái và ống xả đã sang bên tay phải. Đấy, một điều rất là thú vị. Thiết kế đèn pha bất đối xứng đặc trưng của GS. Nói chung, wow, hành trình phuộc dài, dài hơn là F800 đời cũ. Phía đây chúng ta có Rear Quick Shift Pro, hỗ trợ sang số nhanh cả lên cả xuống. Đặc biệt đằng sau đây, khác hoàn toàn với F800 đời cũ, hệ thống truyền động bằng dây xích đã được chuyển sang bên tay trái và ống xả đã sang bên tay phải. Đấy, một điều rất là thú vị. Có thể nói nó đang là chúa trong các dòng Adventure với dung tích xi lanh 800cc hiện nay. Mời các bạn chiêm ngưỡng. F850GS 2019. Các bạn có thấy nó hoành tráng không?